một vũng nước nông trên bề mặt trái đất sơ khai hay những lỗ phun thủy nhiệt ở đáy đại dương lạnh lẽo. Thậm chí phải chăng đó là một nơi xa xôi ngoài vũ trụ? Sự thật thì sự sống đầu tiên bắt đầu ở đâu? Và câu hỏi hay hơn nữa là chúng bắt đầu như thế nào? Câu trả lời có thể sẽ làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về sự tồn tại của chính mình. Trong video trước, chúng ta đã tìm hiểu về lý thuyết của Darwin trong việc giải thích sự đa dạng của giới sinh vật. Nhưng còn một câu hỏi bị bỏ ngỏ, đó là chúng ta vẫn chưa biết được dạng sống đầu tiên xuất hiện như thế nào và ở đâu. Sự sống là một hệ thống tự duy trì và mang đầy đủ những đặc điểm của một dạng sống. Mình sẽ có một video để nói đến những yếu tố nào sẽ định hình nên cái được gọi là sự sống, những thứ nào chung nhất giữa cái gọi là sự sống và làm nó khác biệt với sự không sống. Bạn có thể xem thêm trong phần mô tả nha. Trở lại với câu hỏi, sự sống đầu tiên thực sự bắt đầu như thế nào và ở đâu? Câu trả lời là chúng ta không biết. Chúng ta thực sự không biết, mà hiện nay thì cũng không có cách nào để biết được bí mật này của tự nhiên. Cho nên chúng ta đẻ ra rất nhiều cái phỏng đoán mà có những cái là cực kỳ hoang đường. Vậy thì cùng mình tìm hiểu xem chúng ta đang không biết những gì nha. Trước khi vào video thì mình xin cảm ơn các bạn đã giúp mình một lượt thích, đăng ký thư viện nhỏ và chia sẻ video này đến với nhiều người. Trước tiên thì không phải thuyết tiến hóa của Darwin đã kết thúc lại câu chuyện về sự sống rồi chứ? Không hẳn. Lý thuyết của Darwin giải thích một cách xuất sắc cách sự sống phát triển thông qua chọn lọc tự nhiên một khi nó đã có mặt ở đây. Nhưng mà chúng không giải quyết được câu hỏi lớn hơn là làm thế nào mà mọi thứ bắt đầu ngay từ ban đầu. Đây là một hạn chế quan trọng trong công việc của Darwin. Ông tập trung vào sự phát triển và thích nghi của các loài theo thời gian. Nhưng mà tia sáng đầu tiên của sự sống, đó vẫn còn là một bí ẩn chưa giải quyết bằng chọn lọc tự nhiên được. Liệu chúng ta có thể tái tạo lại sự sống hay không? Và tại sao chúng ta chưa thành công trong việc này? Vào năm 1953, hai nhà khoa học Miller và Urey đã cố gắng mô phỏng lại các điều kiện ban đầu của trái đất. Họ trộn lẫn các loại khí được cho là có mặt trên trái đất sơ khai, phóng điện vào chúng để mô phỏng lại những tia sét. Và điều kỳ diệu là các phân tử hữu cơ lúc này bắt đầu xuất hiện. Nghe có vẻ đầy hứa hẹn phải không? Nhưng mà bất chấp những thí nghiệm đột phá này, chúng ta chưa bao giờ có thể tái tạo lại hoàn toàn sự sống từ vật chất không sống. Vậy thì chúng ta đang thiếu sót điều gì? Có lẽ đó là sự phức tạp tuyệt đối của sự sống ban đầu. Hoặc có thể chúng ta chưa hiểu rõ về các điều kiện của trái đất sơ khai như chúng ta nghĩ. Dù sao đi nữa, rõ ràng bản chất phức tạp của sự sống không chỉ đơn thuần là sự kết hợp của các chất hóa học vô cảm. Nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề bằng thực nghiệm, thì hãy để cho trí tưởng tượng làm việc đó. Dù sao thì đây cũng là lợi thế của con người mà. Vậy thì chúng ta có những giả thuyết như thế nào về khởi nguồn của sự sống? Đầu tiên là giả thuyết về abiogen. Giả thuyết này gợi ý rằng sự sống nảy sinh một cách tự nhiên từ vật chất không sống. Nhưng mà như chúng ta đã thảo luận, lý thuyết này vẫn gặp nhiều trở ngại. Nói cách khác, từ những phân tử vô cơ đơn giản, các hợp chất hữu cơ phức tạp đã hình thành, rồi dần dần tổ chức thành các tế bào sống sơ khai mà không cần đến bất kỳ sinh vật sống nào trước đó. Thí nghiệm của Miller và Urey ở trên đã chứng minh rằng các chất hóa học trên trái đất sơ khai có thể tạo ra amino acid khi được kích thích bằng tia sét nhân tạo. Nhưng mà sự phức tạp của các hóa chất tiền sinh học này đặt ra câu hỏi, làm sao mà chúng có thể tồn tại trong một môi trường hỗn mang đầy rẫy hiên hạch, núi lửa và bức xạ mặt trời như vậy? Bạn hãy nghĩ về vấn đề con gà và quả trứng. Để sự sống có thể tự tồn tại cần dựa vào DNA, RNA và protein. Nhưng mà DNA cần protein để sao chép, trong khi protein lại cần DNA để được tạo ra. Vậy thì cái nào xuất hiện trước? Để giải thích câu chuyện này thì người ta lại nghĩ ban đầu sự sống có thể dựa vào RNA hơn là DNA. Bởi vì RNA có thể tự sao chép mà không cần đến protein. Đó là giả thuyết thứ hai cho rằng thế giới sống bắt nguồn từ RNA. Nhưng mình nói người ta cho rằng RNA chứ không phải là DNA là cội nguồn của sự sống. Bởi vì những chuỗi RNA này có thể vừa lưu trữ thông tin di truyền và vừa là chất xúc tác cho các phản ứng hóa học xảy ra nhằm tạo ra các dạng sống phức tạp hơn. Nếu như tự nhiên cần một công cụ lưu trữ thông tin di truyền, DNA làm được. RNA cũng làm được điều tương tự, nhưng mà còn tốt hơn nữa. Thậm chí RNA còn có thể tự sao chép mà không cần sự có mặt của các enzyme phức tạp khác. Không chỉ vậy, RNA còn có thể làm chất xúc tác cho các phản ứng hóa học, sinh học xảy ra, thứ mà không hề hiếu đối với bất kỳ dạng sống nào. Điều này gợi ý rằng RNA có thể đã tự sao chép và tiến hóa trước khi DNA và protein xuất hiện. Lý thuyết này nghe thì có vẻ hợp lý, vì RNA có đầy đủ năng lực mà một sự sống yêu cầu. Nhưng mà RNA lại bắt đầu từ đâu? Vì chuỗi RNA không bền và RNA không xuất hiện trong tự nhiên được. Chúng ta chưa bao giờ thành công trong việc tạo ra một chuỗi RNA thực sự có thể tự sao chép được. Nhưng mà nếu tự nhiên đã thành công thì sao? Đó là giả thuyết về các miệng phun hủy nhiệt, một phòng thí nghiệm của thiên nhiên.
Đây có thể là câu hỏi cho câu trả lời về nơi khởi đầu của sự sống. Sâu bên dưới đại dương, nơi ánh sáng mặt trời không chiếu tới, dòng nước nóng giàu khoáng chất phun ra từ các vết nứt trên vỏ trái đất. Những cái lỗ hổng hơi này có thể đã cung cấp môi trường hoàn hảo cho sự sống xuất hiện. Và có thể đây chính là nơi mà tự nhiên đã thí nghiệm hàng tỷ tỷ lần để cho ra lò dạng sống đầu tiên. Một số nghiên cứu cho thấy rằng RNA có thể đã ổn định hơn trong môi trường giàu khoáng chất như tại các miệng phun hủy nhiệt. Ở thời điểm hiện nay thì vẫn có những dạng sống gần miệng phun hủy nhiệt như là các loài vi khuẩn sống khổ hạnh. Chúng khai thác năng lượng từ lưu huỳnh và hydro thay vì ánh sáng mặt trời. Điều này chứng tỏ rằng sự sống có thể tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt giống như những gì mà trái đất sơ khai có thể đã trải qua. Ở cái phòng thí nghiệm này không cần bận tâm tự nhiên đã thất bại bao nhiêu lần, nhưng mà chỉ cần một số lần thành công nhất định cũng có thể tạo ra một thế giới sống đầy phức tạp như hiện nay. Cái điều đặc biệt là những phòng thí nghiệm như thế này xuất hiện đầy rẫy ngoài vũ trụ, và có thể nào tự nhiên đã thành công ở đâu đó chứ không phải là trên trái đất. Đó là giả thuyết về panspermia mang đến một ý tưởng quan giả khác. Nó gợi ý rằng sự sống hoàn toàn không bắt nguồn từ trái đất. Thay vào đó, sự sống có thể đã được đưa đến đây bởi các ngôi sao chổi, thiên thạch hoặc thậm chí là bụi vũ trụ. Khi một thiên thạch va chạm vào một hành tinh có sự sống, nó có thể bắn các mảnh đá chứa vi khuẩn vào không gian. Một số vi khuẩn có thể sống sót trong hành trình dài và gieo mầm sự sống ở nơi khác. Cái giả thuyết này được củng cố bởi người ta thấy rằng trong các thiên thạch rơi xuống trái đất, như là thiên thạch rơi xuống Úc vào năm 1969, có chứa các amino acid và nucleotide. Đây là những thành phần cơ bản của sự sống. Thậm chí là trong các ngôi sao chổi hay bụi vũ trụ cũng có dấu hiệu của các hợp chất hữu cơ. Điều này cho thấy rằng vật liệu tạo nên sự sống có thể có sẵn ở khắp nơi trong vũ trụ. Vấn đề là cái điều này xuất hiện một cách vô tình hay thực sự là chủ đích của một nền văn minh khác đang cố tình gieo trồng sự sống cho chúng ta. Ý tưởng này thì chưa có bằng chứng, nhưng mà chúng lại đưa chúng ta đến với một vòng luẩn quẩn khác. Vậy thì sự sống ban đầu trong vũ trụ từ đâu ra? Cái điều thú vị là không có lý thuyết nào trong các lý thuyết bên trên hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Vì vậy, sự sống có thể đã bắt đầu theo nhiều cách, bao gồm cả các cách ở trên, hoặc có lẽ là theo những cách mà chúng ta chưa từng tưởng tượng ra. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn, nhưng có một điều rõ ràng là sự sống không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Nó là kết quả của quá trình hóa học và vật lý diễn ra trong hàng triệu năm. Câu hỏi cuối cùng là nếu sự sống có thể xuất hiện trên trái đất theo cách này, thì liệu nó có thể xảy ra ở những hành tinh khác hay không? Giả thuyết của bạn về nguồn gốc sự sống là gì? Chúng mình hãy cùng nhau thảo luận trong phần comment bên dưới nha. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích thì hãy nhớ thích, đăng ký kênh và chia sẻ video để nhiều người cùng biết với nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.